rồi anh trao lời nói yêu ban đầu, dù cho đến ngàn sao nhưng rồi thì sao cũng bay xa bỏ trên bên. Trong làng nhạc Việt, nhắc đến đôi song ca ăn ý, không ai không nhớ đến Mạnh Quỳnh và Phi Nhung. Suốt hai thập kỷ, họ đã kết hợp với nhau quá ăn ý và quá tình, nên cho tới giờ, cả hai vẫn là tri kỷ, một cặp tình nhân sân khấu. Mà nếu như tách riêng, mỗi người đều không thể tìm thấy ai thay thế được đối phương trong âm nhạc. Ngày Phi Nhung qua đời vì Covid-19, Mạnh Quỳnh gần như suy sụp và đau lòng tột độ. Anh không thiết ăn uống, nằm vùi suốt cả tuần trên giường như một cách để trốn chạy sự thật. Mạnh Quỳnh, không ai thay thế được Phi Nhung, kể cả Như Quỳnh, thực hư việc xây am thờ cho cố ca sĩ. Đêm trắng thâu đêm, nghe tiếng mưa sầu rơi rơi. Bạn mình giờ ở nơi đâu, bên kia thế giới xa ngàn. Âm dương cách trở đôi đàn, tiếng nói giọng cười còn văng vẳng bên tai. Bao kỷ niệm xưa vẫn chưa mờ phai, tháng rộng năm dài, từ đây ta cách xa. Khóc bạn như mưa là bài vọng cổ do chính tay Mạnh Quỳnh sáng tác để bày tỏ nhớ thương dành cho người bạn tri kỷ Phi Nhung. Anh tâm sự, tôi biết Phi Nhung thích hát cải lương bao năm qua, nên mạo muội viết một bài vọng cổ tiễn biệt cô ấy. Tôi nghẹn ngào hát nhạc phẩm này hòa cùng tiếng mưa rơi. Còn nhớ thời điểm trước khi Phi Nhung qua đời, cô có tạm biệt vợ chồng Mạnh Quỳnh để về nước hoạt động nghệ thuật. Năm 2021, trong quá trình làm thiện nguyện cứu trợ tại Sài Gòn, khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, cô đã không may mắc phải chính căn bệnh này và qua đời. Thời gian đó, Mạnh Quỳnh nghe tin đã rất đau lòng, nằm vùi trên giường hơn một tuần. Nhờ được vợ động viên, sau lễ cúng thất lần thứ 7 của ca sĩ Phi Nhung, Mạnh Quỳnh mới lấy lại tinh thần. Chia sẻ cảm xúc khi phải đối mặt nỗi buồn đồng nghiệp thân thiết tri kỷ của mình qua đời, Mạnh Quỳnh nói: mỗi lần tôi đứng trên sân khấu, ký ức về cô ấy lại hiện về và không khỏi cảm giác trống trải. Nhiều khán giả khuyên tôi muốn vượt qua nỗi buồn nhanh chóng, hãy chọn bài mới, không nên hát bài cũ gắn liền cả hai. Tôi cũng nghĩ vậy và sẽ thay đổi từ từ. Ngoài ra, tôi tiếc nuối khi những năm gần đây không tận dụng thời gian để thực hiện những dự án cả hai lên kế hoạch. Do sự rề rà của riêng tôi mà sản phẩm quay hình live show kỷ niệm 20 năm song ca tại sân khấu hải ngoại, album thu các ca khúc tôi sáng tác đều dang dở. Nam ca sĩ cũng chia sẻ thêm rằng bản thân thấy rất biết ơn vì khi ấy đã được vợ động viên vực dậy tinh thần. Cẩm Diệu an ủi động viên tôi rất nhiều. Những ngày tôi nằm vùi trên giường khi hay tin Phi Nhung mất, bà xã để tôi được yên tĩnh không làm phiền. Khi tôi lấy lại được tinh thần, cô ấy bảo hãy xem như Phi Nhung đã trả hết nợ trần thế và đang yên nghỉ nơi cõi Phật, khuyên tôi mạnh mẽ, không được suy sụp bởi còn có công việc, gia đình phải lo lắng. Trước giờ, Cẩm Diệu thấu hiểu, thông cảm mối quan hệ tri kỷ của chồng và Phi Nhung, nên để tôi thoải mái chia sẻ mọi điều với cố ca sĩ. Cô ấy còn bảo tôi tìm mọi cách bay đến California để dự tang lễ bạn thân cho trọn tình nghĩa. Rạng sáng ngày 13 tháng 10 năm 2021, lễ tang ca sĩ Phi Nhung diễn ra tại chùa Huệ Quang ở Westminster, California, Mỹ. Có mặt trong tang lễ Phi Nhung, Mạnh Quỳnh bật khóc và xin lỗi Wendy vì đã không thể che chở cho Phi Nhung, nam ca sĩ nghẹn ngào. Đến bây giờ, tôi cũng không ngờ mình đứng đây để tưởng niệm một người có ý nghĩa rất lớn lao trong cuộc đời tôi. Phi Nhung là người ca sĩ rất chuẩn mực. Khi làm việc với Phi Nhung, mọi người mới thấy ý chí và sức bền của Phi Nhung. Những lúc Phi Nhung làm việc căng thẳng, Phi Nhung đều nhắn tin cho Mạnh Quỳnh, tôi sẽ xoa dịu Phi Nhung bằng những câu nói đùa và bức ảnh mặt cười. Sinh Phi Nhung là ba mẹ, nhưng hiểu Phi Nhung nhất chỉ có Mạnh Quỳnh. Cô ấy là người ca sĩ, có thể dành cả đời cho công chúng. Cô ấy sống vì mọi người, có thể hy sinh hạnh phúc vì mọi người. Mấy hôm nay tôi khóc rất nhiều, còn Wendy, chú Quỳnh xin lỗi con vì chú vô dụng lắm. Chú không che chở và bao bọc được cho mẹ con. Cũng trong tang lễ này, Mạnh Quỳnh hứa sẽ thực hiện tâm nguyện mà cố ca sĩ Phi Nhung nhắn gửi anh trong những ngày tháng cuối của cuộc đời. Đó là Mạnh Quỳnh sẽ đi hát phục vụ khán giả đến già. Dù trước đó, nam ca sĩ từng có ý định giải nghệ để tập trung chăm lo cho gia đình. Mạnh Quỳnh nói, ngày trước, khi lên sân khấu tôi thường khấn tổ, ông bà, phù hộ để tôi biểu diễn tốt. Giờ tôi nhớ về Phi Nhung,
để mong hát mãi cho đến khi không thể đi được nữa. Đó cũng là tâm nguyện của cô ấy đối với nghề khi còn sống, và tôi sẽ thay cô ấy thực hiện. Mạnh Quỳnh cũng tâm sự, anh biết giờ đây dù cố gắng thế nào cũng không thể nào lấp được khoảng trống của Phi Nhung trong lòng khán giả đã yêu thương cặp đôi. Nhưng Mạnh Quỳnh khẳng định, những gì Quỳnh đã hứa trước vong linh của Nhung, Quỳnh sẽ làm bằng khả năng của Quỳnh, cho dù khó khăn hay vất vả bao nhiêu đi nữa. Thực hư Mạnh Quỳnh gặp chuyện tâm linh khi xây am thờ cho Phi Nhung. Sau khi ca sĩ Phi Nhung qua đời không lâu, mạng xã hội rộ lên thông tin Mạnh Quỳnh quyết định xây am ở Mỹ để thờ tro cốt của Phi Nhung. Nhưng trong ngày đầu tiên làm lễ động thổ, nam ca sĩ đã gặp phải một chuyện tâm linh đáng sợ. Cụ thể, thông tin này cho rằng, khi bắt đầu khởi công lễ xây am thờ cho cố ca sĩ Phi Nhung, mọi thứ đã được chuẩn bị khá kỹ lưỡng. Tuy nhiên, khi nam ca sĩ Mạnh Quỳnh thắp nén nhang đầu tiên cúng thần, vừa đặt nén nhang xuống lư hương thì bất ngờ cả lư hương bốc cháy ngùn ngụt. Lúc này chẳng hiểu chuyện gì xảy ra khi mà trời cũng bắt đầu kéo mây đen tới như báo hiệu một chuyện không lành sắp xảy ra. Điều này khiến Mạnh Quỳnh cảm thấy khá bất an. Ngay lúc đó, Mạnh Quỳnh đã cho dừng việc khởi công xây dựng am thờ một lúc rồi sau mới bắt tay vào làm. Trong thời gian này, Mạnh Quỳnh lái xe tới tỉnh xá Giác An để thắp nhang cho Phi Nhung, khấn cầu cô phù hộ cho việc xây dựng am êm xuôi. Bởi lẽ tất cả những điều Mạnh Quỳnh làm cho Phi Nhung đều xuất phát từ trái tim của mình và mong muốn làm sao có một nơi thờ tự cho Phi Nhung ấm cúng, tro cốt của Phi Nhung sẽ được đặt tại đây, không phải đem đi rải ở đâu cả. Sau khi Mạnh Quỳnh khấn xong thì đột nhiên trời quang mây tạnh, không còn một chút mưa nào cả. Điều này khiến Mạnh Quỳnh vô cùng xúc động bởi cho rằng cố ca sĩ đã nghe được lời thỉnh cầu của anh và phù hộ cho Mạnh Quỳnh xây am thờ thuận buồm xuôi gió. Những thông tin này tràn lan trên mạng xã hội, được rất nhiều người xem. Tuy nhiên vào tháng 2 năm 2022, một kênh YouTube khá uy tín là Lộc Lê Vlog đã khẳng định thông tin Mạnh Quỳnh xây am thờ cho Phi Nhung trên đất Mỹ là hoàn toàn bịa đặt. Chính Mạnh Quỳnh cũng chia sẻ rằng sau khi Phi Nhung qua đời, đã có nhiều tin đồn thất thiệt khiến cuộc sống của anh bị ảnh hưởng. Trong đó, có một số thông tin như Mạnh Quỳnh dọn nhà về ở gần với Wendy, con gái của cố ca sĩ Phi Nhung, hay Mạnh Quỳnh suy sụp đột quỵ. Mạnh Quỳnh nói, rất là phi lý, không hiểu tại sao lại có thông tin như vậy. Tôi đi đến đâu, khán giả cũng hỏi. Đó là điều tôi rất buồn. Thôi thì khán giả thương, còn để ý chú tâm đến mình thì mình nên mừng. Nhưng không phải sự đồn thổi như vậy làm tôi vui đâu. Qua đây, Mạnh Quỳnh muốn nhắn nhủ là chúng ta nên cầu nguyện cho Phi Nhung và không nên tin những tin tức chưa được Mạnh Quỳnh xác nhận. Không ai thay thế được Phi Nhung kể cả Như Quỳnh. Mạnh Quỳnh tâm sự, trong hơn 20 năm ca hát, Phi Nhung là người anh có thể song ca ăn ý nhất. Với anh, cô là bạn diễn không thể thay thế. Cho dù đó có là nữ hoàng bolero Như Quỳnh thì cũng không thể thay thế được vị trí của Phi Nhung. Mạnh Quỳnh nói, Phi Nhung là người bạn diễn ăn ý và không bao giờ thay thế được trong cuộc đời ca hát của Mạnh Quỳnh. Tôi và Phi Nhung diễn với nhau rất tự nhiên, không có sự gò bó. Chúng tôi lên sân khấu, luôn làm theo cảm xúc bài hát, không có bất cứ sự sắp đặt nào. Vì vậy, đứng trên sân khấu cùng Phi Nhung, tôi luôn có cảm giác thoải mái. Tôi có thể diễn chung với bất kỳ ca sĩ nào, dù hay đến mấy, vẫn không tìm được cảm xúc như hát với Phi Nhung. Hát cùng Phi Nhung, tôi làm được những điều mình muốn. Chẳng hạn, Nhung nhanh nhẹn, tôi có thể tuôn mạng miếng, tôi có thể thân mật, nắm tay, ôm hôn Phi Nhung mà không ngại. Mạnh Quỳnh không thể làm như thế với các nữ ca sĩ khi diễn chung được kể cả Như Quỳnh. Nam ca sĩ cũng chia sẻ thêm rằng, anh nghĩ mỗi nữ ca sĩ sẽ có phong cách khác nhau. Anh không nói ai hay hơn, chỉ là bản thân thấy mình phù hợp với Phi Nhung. Khi được hỏi lúc diễn chung, anh và Phi Nhung luôn có những cử chỉ và lời nói ngọt ngào dành cho nhau. Điều này có khiến vợ anh lo lắng hay ghen tuông gì không? Mạnh Quỳnh thẳng thắn nói, vợ lo lắng là điều không thể tránh khỏi. Vợ ở Mỹ cũng có ghen, khi ngày ngày đọc báo về chồng, đều thấy người ta nhắc đến người tình sân khấu Phi Nhung. Ghen thì chắc cũng có, vì đã là phụ nữ, ai cũng sẽ rất nhạy cảm khi thường xuyên thấy chồng mình chụp ảnh, diễn xuất ôm ấp người phụ nữ khác. Nhưng đó chỉ là thời gian đầu chúng tôi quen nhau thôi. Sau đó, cô ấy hiểu giữa tôi và Phi Nhung chỉ là bạn diễn vì công việc. Bà xã tôi chưa bao giờ phàn nàn hay tỏ ra khó chịu về mối quan hệ giữa tôi và Phi Nhung. Bởi bà xã hiểu tôi là người trọng tình cảm. Từ nhỏ, tôi đã sống thiếu tình cảm của ba mẹ.
nên khi trưởng thành, luôn tự nhủ không làm tổn thương đến tình cảm của người khác. Đúng là tôi và Phi Nhung rất thân thiết, nhưng nói chính xác hơn thì mối quan hệ này chỉ dừng lại ở một tình bạn tri kỷ. Ngoài đời, cả vợ chồng Mạnh Quỳnh cũng đều có mối quan hệ gần gũi với Phi Nhung. Họ thường xuyên rủ nhau đi ăn uống, hát karaoke. Từng thề không hát cùng Phi Nhung. Không chỉ giống nhau về giọng hát trời phú và niềm đam mê ca hát cháy bỏng, Phi Nhung và Mạnh Quỳnh còn có nhiều điểm chung khác như cùng tuổi, cùng là con lai, mang trong mình hai dòng máu Việt Mỹ, cùng trải qua một tuổi thơ nhiều khó khăn. Trong một chương trình giao lưu cùng khán giả do Trung tâm Thúy Nga tổ chức, Mạnh Quỳnh đã tiết lộ điều ít ai biết sau những lần hợp tác của anh và Phi Nhung, cũng như những điều khiến bản thân nể phục người tình sân khấu. Mạnh Quỳnh cho biết anh là người hướng dẫn Phi Nhung hát tân cổ giao duyên. Dù không qua trường lớp, song Phi Nhung học rất nhanh, điều đó khiến anh nể phục. Ngoài ra, Mạnh Quỳnh còn rất khâm phục người tình sân khấu bởi sự chịu khó, cố gắng làm việc ngày đêm. Nam ca sĩ chia sẻ, ví dụ một người bình thường thấy mệt sẽ nghỉ, không hát nữa. Nhưng Phi Nhung vẫn chấp nhận hết, đó là cách làm việc kiên cường mà tôi rất khâm phục. Tuy vậy, cả hai cũng từng không ít lần gặp mâu thuẫn khi hợp tác, thậm chí còn từng thề thốt không bao giờ hát cùng nhau. Mạnh Quỳnh tâm sự, có những lần thề thốt mà kéo nhau lên Facebook rồi bị khán giả mắng. Nói sao Mạnh Quỳnh lại nói Phi Nhung như thế, nhưng thật ra tức quá. Giờ nghĩ lại thì thấy thương lắm. Lúc đó mình đàn ông mà bị nói thì cũng khó chịu, xong về nghĩ lại thì thấy không sao. Người ta thương mình thì người ta mới như vậy. Wendy là con gái của Phi Nhung và Mạnh Quỳnh. Không chỉ là một cặp đôi đẹp trên sân khấu, ngoài đời họ cũng là đôi bạn rất thân thiết. Vì thế, không tránh khỏi tin đồn cả hai từng là vợ chồng. Nhiều người đồn rằng Mạnh Quỳnh chính là cha của con gái ruột mà Phi Nhung giấu kín bấy lâu. Tuy nhiên vào năm 2018, trong một buổi livestream giao lưu với người hâm mộ, Phi Nhung đã chia sẻ rất thẳng thắn về người cha của con gái mình. Cô khẳng định rằng cha của Wendy không phải Mạnh Quỳnh như nhiều sự đồn đoán. Bởi nếu Wendy mà là con của Mạnh Quỳnh thì cô bé sẽ sở hữu gương mặt xinh hơn bây giờ nhiều. Theo Phi Nhung, cha ruột của Wendy là một người đàn ông tốt bụng hiền lành. Cha của Wendy rất hiền, rất giỏi và rất tốt. Chỉ có điều chúng tôi không có duyên nên không thể ở cùng nhau. Về phần Mạnh Quỳnh, anh cũng tiết lộ lý do bản thân không thể nên duyên vợ chồng với Phi Nhung. Mạnh Quỳnh nói, đúng là tôi và Phi Nhung rất thân thiết. Nhưng nói chính xác hơn thì mối quan hệ này chỉ dừng lại ở một tình bạn tri kỷ. Có thể do chúng tôi đã quá hiểu nhau, diễn quá ăn ý, tình tứ với nhau trên sân khấu nên không thể yêu nhau ngoài đời thật. Bởi nếu thực sự nảy sinh tình cảm, chắc chắn chúng tôi sẽ rất ngượng ngùng, mất tự nhiên khi làm những hành động nắm tay ôm ấp trước khán giả. Hơn nữa, tôi và Phi Nhung luôn biết đâu là điểm dừng phù hợp để không bao giờ vượt quá giới hạn cho phép. Dù không có duyên nợ vợ chồng, nhưng giữa Phi Nhung và Mạnh Quỳnh lại tồn tại một mối quan hệ đặc biệt. Họ sẵn sàng giúp đỡ nhau khi cần và luôn dành cho nhau sự tôn trọng, yêu thương như những người thân ruột thịt. Phi Nhung là người đã mai mối xe duyên cho Mạnh Quỳnh. Ít ai biết, Phi Nhung chính là người đã mai mối xe duyên cho Mạnh Quỳnh và người bạn đời của anh hiện nay. Cô gái này tên là Cẩm Diệu, người Mỹ gốc Việt. Hiện đang hoạt động trong lĩnh vực phân tích tài chính và rất hiếm khi xuất hiện công khai bên chồng. Năm 2004, Mạnh Quỳnh và Cẩm Diệu kết hôn. Phi Nhung từng tiết lộ, lúc Mạnh Quỳnh cưới vợ, cô vui quá nên uống xỉn luôn, nhưng vẫn không quên hỏi cô dâu là sau này có cho Mạnh Quỳnh hát với chị nữa không? Phi Nhung thở phào khi nghe bà xã anh vừa cười vừa đáp, trời ơi, vẫn hát bình thường nha chị. Do bà xã Mạnh Quỳnh lớn lên tại Mỹ, nên tính cách giữa hai vợ chồng rất trái ngược, đặc biệt cô không bao giờ thích nghe nhạc của chồng. Trong khi Mạnh Quỳnh vẫn giữ lề lối của người Việt Nam, thì bà xã nam ca sĩ lại có cách sống rất phóng khoáng và rất Tây. Tuy vậy, kể từ khi lấy nhau đến nay, trong mắt Mạnh Quỳnh, vợ anh là một người phụ nữ rất hiền lành, ít nói và thấu hiểu cho công việc của chồng. Họ sau đó đã có với nhau hai cậu con trai kháu khỉnh. Mạnh Quỳnh cũng từng tiết lộ rằng, từ khi lấy vợ, anh đã dần biết cân bằng giữa công việc và gia đình. Anh cho biết, trước đây, khi còn độc thân thì tôi chỉ biết cắm đầu đi hát, ít khi dành thời gian cho chính mình và gia đình vào các dịp lễ lớn. Giờ đây, tôi đã biết cân bằng giữa công việc và gia đình. Ở Mỹ, tôi chỉ đi hát vào cuối tuần, các ngày nghỉ lễ tôi cũng hạn chế nhận show để ở nhà với vợ con. Trong tuần, khi vợ đi làm, tôi sẽ ở nhà chăm sóc hai con,
nấu ăn và đưa các bé đi học. Ngoài ra, nam ca sĩ còn mở một phòng thu ngay tại nhà để có thể tự làm cho mình vào những lúc rảnh rỗi.